Hello, welcome back to the chơi Mai Hanh. Ok. Hình như bạn bạn Hanh à. Chó Hanh ấy. Trang phục à. Yeah. Nhiều trang phục đẹp lắm này. Cho bạn này ăn đấy. Có đồ ăn không? Ủa, kích lên không được. Là đi chơi Talking Bob. Tắm bằng nước nóng này. Xà bông tắm. Chó bị đơ. Ăn đây rất nhiều đồ ăn. Tao chơi cái này để kiếm ít vàng nhé. Mèo đi bãi biển nhé. Thu được ít tiền đấy. Cái này cái gì? Chú bé cuốn này đi vào, đi ở trong nhà này. Em ngủ thôi. Chúng ta sẽ chơi Talking Pocolo. Mình nên giờ ăn là cho ra đã ăn nữa. Một cá này.
tắm ấy. Ok, tự đi này, không phải xà bông. Rồi, chỗ này đánh răng này. Chúng ta chơi Talking Yearbook. Ok, để âm thanh. Cho bạn này ăn này. Okay, chúng ta chơi mày hai. Sao lại có xin cái bát này? Ảo. Đây chuột chúng ta đây. Xin luôn 50 đô. Xem mình xem cái trang phục không? Chưa nhìn thấy chuột trắng bao giờ. Chuột trắng bao giờ. Chưa nhìn thấy luôn. Này, chuột này đẹp này. Ui, chuột này đẹp này. Đúng là thiếu tiền luôn. Chuột kìa. À, xà bông đây. Đồ ăn này. Mua thêm cái gì nó rẻ nữa đây. Chuối chuối rẻ này. Chuối rẻ. À.
Bọn ăn chuối mà ăn. Ok chưa? Chuột ăn khỏe quá. Ôi dồi ôi, hết tiền rồi. Tình hình nhà mình hết tiền rồi. Chơi không tốn xu. Cho chuột ngủ đi. Rồi, chúng ta chơi Talking Dog. Rồi, gọi cho chó đi tắm nha. $100 à? Nhìn cho ăn xương này. Mày Angela. Vào có được tặng 500 luôn. Cái đen thôi. Thỉnh răng cho bạn này phát. Ok. Cái này cái gì nữa? Game. Xem có bộ váy nào xinh xinh. Váy đấy đẹp này. Váy đỏ này. Đây là những cái điệu nhảy mới. Talking Refuge.
Game này lỗi không chơi rồi.